Tập 4. Cái tên trẻ tuổi mặc áo thun kia không đơn giản. Hạ Diễm, Thạch Lão, hắn lý nào giống như ngươi, hắn là... Khó nói. Hắn và ta có chút xích mích, ngươi ra tay dạy dỗ hắn giúp ta. Bỗng lộc ta sẽ tăng cho ngài gấp ba. Có thể. Vừa hay ta muốn thử hắn. Hạ Diễm, chó điên cũng đến đây à? Không ngờ ngươi có tài dụ dỗ các cô gái chưa đủ chạy tới đây, không biết ngươi có ý đồ gì. Nhóc con, đi cho khá chơi. Suốt ngày gặp ta sủa không thấy phiền sao? Hạ Diễm, ngươi đây là muốn tìm chết. Lần trước ngươi cũng nói cái lời này, sao ta vẫn còn sống nè? Ngươi cảm thấy nơi này có thể bảo vệ được ngươi sao? Liệu lão ngươi cả bản thân không thể tự bảo vệ? Ngươi nghĩ có thể bảo vệ cho ngươi thật là trò cười. Tiểu tử Tạ Gia, ta không còn ngươi nhắc nhở. Chúng ta việc này sẽ không thể quên. Nghe nói Liễu Gia cùng Tạ Gia chống đối nhau, xem ra là thật sự. Đó có chuyện gì ai có thể giải thích không? Thành phố này lại không muốn yên bình nữa rồi. Tạ công tử, không mời mà đến, không biết đến đây là có chuyện gì? Đương nhiên là vì sinh nhật Tuyết Nhi, em gái mà đến, Liễu Tổng không đuổi ta đi đấy chứ? Nếu đã đến, tức là khách, xin cứ tự nhiên. Ta rất hân hạnh. Thạch Lão, ngựa ra tay thế nào? Liễu Tổng, ta tranh dẫn theo một lão già, đó là ai thế? Người kia rất thần bí, chỉ biết là đi theo bảo vệ Tạ Tranh. Hắn tên Thạch Lão. Tên Thạch Lão kia đi theo Tạ Tranh, tốt nhất đừng đụng vào. Ta chỉ sợ chúng đối phó với Tiết Nhi. Hạ Diễm, Tiết Nhi, đây là sinh nhật tôi tặng em. Đây là Ngọc Phật, thật là đẹp. Ta còn tưởng là cái gì quỷ giả, hóa ra chỉ là Ngọc Phật tầm thường. Ở ngoài đường mà đây, làm sao xứng đáng với một cô gái xinh đẹp như Tiết Nhi? Tạ Tranh, ngươi lại muốn kiếm chuyện? Tôi đây không có ý chơi gì người nghèo, chỉ là riêng hắn bản thân mặc áo thun đáng mấy đồng. Lại đi tặng một lỡ vật rỉ rất đáng mấy đồng tiền. Mọi người thấy không, đây là không xem Tiết Nhi ra gì mà. Đúng thế, đây coi ra gì nữa, không xem trọng Tiết Nhi mà. Đồ vật như thế giá trị chỉ có ở tụi ta. Có điều không để Liễu Tiết Nhi xấu mặt, ta có quà tặng. Liễu Tiết, xin nhận cho. Đây đúng là đế vương Ngọc Phỉ Thí sanh biết. Ngọc Phật này hình như là đã trưng bày tại khu phố chỉ có một. Nồng đậm vong linh nguyên tố, chỉ sợ khối ngọc này đéo lấy người sẽ gặp chuyện. Tạ Tranh, muốn đối phó Tiết Nhi. Tạ công tử, quà này rất giá trị, tôi không dám nhận. Chỉ là một khối ngọc Phật mà thôi. Ở Liễu gia trong mắt, làm sao có khả năng đàm luận được hai chữ quý giá? Tiết Nhi nói đùa rồi. Tạ công tử, tôi không thể nhận. Tiết Nhi, nếu có người tặng quà giá trị như thế, nhận lấy đi. Đừng vì thế mà không nói mặt người ta. Hạ Diễm, hắn không phải ra tín hiệu. Nhận lấy đi Tiết Nhi. Đúng vậy, nhận đi Tiết Nhi. Em không nhận anh đau lòng lắm. Vậy thì cảm ơn Tạ công tử. Chờ đã, sao thế? Lấy lá vật hồn lấy ra trước. Tiền, nhận quà của anh trước đi. Vậy anh có thể đeo cho em được không? Được. Tiết Nhi, đeo cái này xong em tránh xa anh và hộp quà của hắn ra một chút. Mọi chuyện còn lại đó anh lo. Hạ Diễm, đúng rồi. Tôi có thể xem vị thí đế vương xin biết hay không? Cái này không được. Chỉ là xem thôi, ai thèm lấy mà hiệp hội thế. Nghèo như ngươi cho ngươi xem cũng không sao. Xem ta đối phó ngươi đi. Cảm giác có luồng gió lạnh đi qua, cũng có thể do mấy lệnh điều hòa hư rồi sao? Ồ, tiểu tử kia dám phá giải pháp khí của ta, không biết chết sống là gì. Làm sao đèn mờ đi rồi? Làm cho tôi rất sợ, chân không nhấc lên được. Đây không phải là gặp quỷ rồi chứ? Đừng có nói mò. À, cấp điện rồi, đã có chuyện gì? Mọi người đừng sợ, chỉ là sự cố cấp điện. Đã sửa lại điện, còn chút thời gian. Xin mời mọi người đi theo tôi đến sảnh bên tiếp tục chương trình. Hai người này tựu không động, ta muốn xem kết quả cuối cùng. Ồ, Thạch Lão, lão già kia không còn động tĩnh gì nữa hả? Chạy rồi sao? Đây cũng chính là bài học cho ngươi. Thạch Lão, chúng ta đến đây lần đầy. Tiểu tử kia không đơn giản, việc hại sát Liễu Tiết Nhi không thành. Người phải hỏi hai lần trước chính là tên này rồi. Ý ngươi chính là hắn. Vậy đế vương Ngọc Phỉ Thí trong tay hắn chẳng phải ta lỗ rồi sao?
Thật hiện ta làm ra pháp khí không để kẻ khác cầm. Tiểu tử này phải chết. Hạ Diễm, thật không nghĩ tôi ở đây có thể gặp phải người. Cô cũng đã tham dự sinh nhật của Tiết Nhi. Tôi là bạn Tiết Nhi mà. Trên tay người đang cầm ngọc Phật đẹp thế. Có thể cho tôi xem một chút không? Chuyện này đừng có hẹp hòi thế chứ. Tôi vỗ cẩn thận. Hạ Diễm, ngươi vừa nãy cầm vật này không có chuyện gì sao? Cô cũng không có chuyện gì sao? Ngươi không phải người thường. Cái này ngọc Phật là sao? Tôi muốn đem thứ này đem đi loại bỏ hoàn toàn. Đây rất giống vũ thuật tà môn ngươi còn gạt ta. Tôi muốn đi tìm cách xử lý tại gặp được cô. Đúng rồi, mấy ngày trước Vô Sắc đạo trưởng ở Thanh Dương Cung bảo tôi đi tra một người ở Đại học Tứ Hạ. Không thể là người đấy chứ. Vô Sắc, cái lâu giờ sống dài quả nhiên không buông tha cho ta. Rất chi là rảnh rỗi. Ở sau lưng mắng người khác là không tốt đâu. Tôi nghe mặt hắn cũng gọi như thế. Hạ đại sư, ông ngậm muốn ngài đến gặp được người ta gia kinh người quá đáng. Chờ, chuyện lúc nãy xảy ra, Hạ Diễm chúng ta bây giờ có thể làm gì giúp cậu đây? Ma Cron quỷ kia thạch lão chưa rõ năng lực, mọi chuyện rất phiền phức. Không thể để họ dính líu vào. Liệu lão, chuyện này mọi người không thể giúp được. Hạ Diễm, đừng ngại. Còn bao nhiêu tiền cứ nói. Gia đình họ Liễu không thể giúp được gì, thế nhưng tiền có thể chi cho cậu, đừng ngại. Trên địa cầu khủng long là loài gần nhất với cự long. Dĩ cốt đương nhiên là đỉnh cấp hồn khí. Vậy tôi làm phiền Liễu lão tìm giúp tôi một bộ xương hóa thạch khủng long. Hóa thạch xương cốt khủng long được ta báo Tiểu Quyền đi làm ngay. Vậy cảm ơn Liễu lão. Hạ Diễm, chúng ta Liễu gia với cậu đều là bạn. Lần sau có việc cần cứ nói, đừng ngại, ta quyết làm giúp cậu. Hạ Diễm, chúng ta đã xuất hiện công viên gần trường. Tôi sắp không xong, cố kéo dài thời gian tôi đến ngay. Liễu thúc, tôi có chuyện còn phải đi ngay. Đây là ma hút máu, rất chi là thích con gái, cô chở đi. Xem thường bốn con nương sao? Sư phụ tôi là Nam Hồn Tôn Thọ. Không có, con mặc váy rất vướng. Giờ hết vướng rồi. Cố lên. Bạch cốt hồn khí. Hạ Diễm, may quá cậu đến rồi. Thục Phong có thế nào rồi? Chưa bị cắn chứ? Phì phì cái miệng người ấy, lão nương không bị cắn ấy, chỉ bị thương nhẹ. Hạ Diễm, các cô ấy không có chuyện gì, chỉ do sợ hãi mà ngất đi thôi. Vậy nhờ cô rồi, chuyện còn lại giao cho tôi. Vừa nãy khô lâu kia là quỷ vật gì? Thổ phong không việc gì đâu. Đây tiểu đệ của ta. Ồ, ngồi tu lý tiểu đệ thành người không đơn giản. Đừng có nói nữa, giải quyết chuyện này đã. Cái tên này thật khó giải quyết rồi đây. Kiếm chiếm hắn không tác dụng, phải dùng một đòn kết liễu mới được. Phi kiếm đẹp đó, không đỡ người yên. Ngự kiếm thuật. Xem ra các ngươi rất có thực lực, đánh chết hai tên nô lệ tùy tùng của ta. Xem ra ông trời có mắt, bảo các ngươi tới thế thân cho bọn chúng rồi. Tên ma cà rồng này cùng với tên trước tốc độ, thực lực khác nhau hoàn toàn, thì đi ngự kiếm thuật. Ta tiêu hao chân nguyên quá nhiều. Tiểu thư rất chi tự tin. Đã thế, cắn chết người trước, trở thành nô lệ của ta, hàng ngày làm thức ăn cho ta đi. Những thứ này không phải là dây hút máu bình thường. Mấy cái trò mèo đánh thông thường ở sau có thể đã thương được nó, chúng nó chứ. Không muốn trở thành nô lệ của ta, chỉ còn có một con đường, đó chính là ta sẽ hút cạn máu của ngươi cho đến khi chết. Si yếu nghiền rủa. Ta sao ta lại, chẳng lẽ do ngươi giở trò? Đừng có hỏng hết, ca, cho ngươi nếm chiêu này xem. Bạch cốt hồn khí, phòng ngự cứng thực. Xem ra lời đòn và thần chủng huyết tộc sát thương vật lý không tác dụng. Ngươi rất cố gắng,
Đã rất lâu chưa có ai chạm tới thân thể ta. Người rất thích hợp trở thành nô lệ số 1 của ta. Người quá tự tin rồi. Đây là nơi nào? Phải giết hắn. Đúng thế. Phải giết cái tên ma quỷ hút máu này. Phải giết hắn. Ta muốn xem quỷ hút máu các ngươi năng lực đến đâu. Xem ra ngươi so với vô sắc kiếm rất xa. Hạ Diễm, cẩn thận sau lưng. Đây cũng là năng lực cơ ma hút máu. Không, đây là pháp thuật. Đó ta xem đó là pháp thuật gì. Hạ Diễm, Thục Phong, không cần quan tâm tôi. Báo cái tên ma cà rồng này lại. Đừng hòng chạy, xem ta bắt ngươi như thế nào. Ngũ lô chính pháp, đi. Dám để lão nương sử dụng thực lực chân chính ra, ngươi chết là chết. Lũ trẻ con một chiêu chưa đâu vào đâu, là dám chạy ra giang hồ rêu rao. Thực lực quá yếu, ngươi nói làm cái lỗ tai thấy cũng buồn cười, không biết tự lượng sức. Ở trong tối, đánh lên thì hay ho gì. Tiểu nữ là ó cái gì. Ngựa kiếm thật là nam hồn tôn thọ, nhóc mạch chứ gì. Lão phụ năm đó cũng lệnh sư, cùng lệnh sư cũng có gặp mặt một lần. Ngày hôm nay gặp đồ đệ của hắn ta, đây không tính toán. Bằng không lão phụ đã ra tay với người rồi. Nè, ngươi sợ phi kiếm của cô ta thì nói đại mẹ đi, bày đặt, giở trò đã bớt đi cái thù à. Tiểu nha đầu, ngũ lôi chính pháp tuy rằng lợi hại nhưng ngươi tu vi quá thấp. Một con ma cà rồng mà không giết được, đỡ Long Hổ Sơn biết, mặt mũi đó ở đâu. Lão già, ngọn đến trước mặt bộ họ nói câu này xem, ta sẽ cho người mở mang kiến thức. Nhận tiền của người, giúp người tiêu tai, ta đến đây, làm chính sự. Lão già thối, ông muốn làm gì? Xem ra ta dùng 108 món linh mà hắn có thể kiên trì lâu như vậy, có mấy phần bản lĩnh. Cờ cho đến Diêm Vương kiện cáo cũng đừng có chỉ là một mình ta làm. Hạ Diễm, lão già thối, đánh lén không tốt. Khi ta cơ cao hơn ngươi, không thế nào mà thanh âm này giỏi chết lão nương. Đó là cái gì ta chưa từng thấy. Thế nào không làm ngươi thất vọng chứ. Để đánh bại ngươi phải vô liêm sĩ cực hạn. Cặp vong linh pháp sư có được 108 âm hồn này coi như là trống họ có phúc. Tiểu tử thối, trả lại ống linh cho ta. Có bản lĩnh thì tới đây mà lấy đi. Ngày thư, dùng thứ khôi lôi thuật đánh bại ta sao? Đây là thứ quái quỷ gì? Lẽ nào lão phu ngày hôm nay bại bởi tay một thằng còn đi học? Hạ Diễm, tên ma cà rồng kia chạy kìa. Cái tên này bất tử không chết sao? Này, cô không có cách nào sao? Cô nghĩ lão nương chiêu nhiều lắm sao? Tiểu tử, người hôm nay thật may mắn, lần sau gặp lại là ngày giỗ của người. Câu nói rất quen tai. Khổ cực nửa ngày lại đỡ hai cái tên trốn thuốc. Đó là đạo trưởng đến rồi. Đạo trưởng này là ai? Đỡ nhóc háo sắc, một lần có thể chơi năm cô gái không biết mệt là gì, cô nên cẩn thận. Cũng rất chi là mạnh. Thật không đây? Đây là chân thân của ma cà rồng sao? Bạn học hả? Người như thế đi ăn hiếp một người già không tốt đâu. Lão trâu bò và cái đầu mà đừng có bắt trước nữ sinh cũng không tốt đâu. Người nhìn tôi xem, toàn thân nổi hết cái dây gà. Này đến đây, mặc đồ nổi thế. Không mặc như lúc thường ngày sao? Không vừa mắt à? Đạo trưởng gì mà đẹp trai quá. Hạ Diễm, ngươi còn không mau giới thiệu cho ta quen. Lẽ nào mình không hiểu con gái? Đây chính là chiêu sát gái sao? Người đẹp vì lụa. Ồ, đây không phải là nha đầu Long Hổ Sơn đây sao? Ta đã từng ôm người đó. Ờ, đạo trưởng chớ nói lung tung, tôi đây có thường khiết. Ta nói chính là ngươi khi cùng bị, ngươi còn đang ở trên người ta tì lên đấy. Ta nhắc nhở cô rồi. Cô còn không tin. Được rồi, ta bảo ngươi đi điều tra người tên là Hạ Diễm. Biết rồi mà. Không nói ta cho. Nhà đầu ngốc không phải là ngươi đã thích tiểu tử này rồi chứ? Đạo trưởng ngươi đang nói mò cái gì đấy? Ngươi cũng đùa rồi.
Nghĩ sao ta chọn tên ngu ngốc? Ta đây sao có thể thích hắn? Hạ Diễm, đây chính là trở lại hiện thực. Lão nương không đủ tư cách lọt vào mắt người chứ. Đừng có nói những chuyện này với tôi. Khôn nói việc đầu tiên con dơi này xử lý sao đi. Đương nhiên giao lại thanh khí hội xử lý. Tên ma cà rồng này còn đồng bọn, bốn chúng lại muốn bắt các bạn ta thì làm sao? Tôi không hy vọng bọn tôi là bị lội chuyện như vậy tiếp diễn. Người ngốc thật, họ biết cách đó là chuyên ngành của họ. Đúng rồi, thanh khí hội. Có quả người dùng tà thuật hại người không? Sao? Ngươi gặp người như thế rồi hả? Đạo trưởng, có người thơ một người tên là Thạch Lão, dùng ngữ quỷ thuật hại Liễu Gia Liễu Tiết. Hơn nữa hắn còn dùng đến một thứ ngữ quỷ thuật. Thạch Lão, các ngươi gặp hắn rồi hả? Không chỉ gặp được, Hạ Diễm cùng hắn đánh một trận. Cái gì? Ngươi lại có thể đánh bại Thạch Hiến? Hắn dùng 108 môn hồn công kích, cũng may trong tay tôi có vật khắc chứ. Nếu không y sợ tôi không xong rồi. Tôi đã âm chiêu sau lưng hắn, thực lực hắn giờ chỉ còn một nửa. Đã tôi báo tin cho thanh khiết hội, lần này hắn đang bị thương, giờ bắt rồi. Này, ngươi không đem chuyện của ta báo với thanh khiết hội rồi đi chứ? Không có. Có điều ngươi cao thủ như thế, sớm muộn gì thanh khiết hội cũng đỡ mắt đến. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi chỉ cần bản thân đúng mực là được, ta đi trước. Được, tôi biết rồi. Biệt thự tại gia. Thạch Lão uống miếng nước đi. Thạch Lão, ngươi muốn rời đi sao? Tên tiểu hạ tử Hạ Diễm kia có vài cao thủ trợ giúp, nên Lão Phu trọng thương nặng thế này. Lão Phu quay về quê nhà dưỡng thương xong sẽ quay lại tìm bọn chúng trả thù. Không bằng ngươi ở lại đây mấy ngày, tại gia tôi muốn ngài giúp vài việc. Này, không phải là đánh thua người ta chạy trốn sao? Bị chúng hấp diêm trọng thương nặng như thế, phớ vật hai ta tốn nhiều tiền. Tạ thiếu yên tâm, ngươi không phải người tu hành, bọn họ không dám dùng phép thuật đối phó ngươi đâu. Đây là pháp khí ta đưa ngươi, mang theo bên người sẽ giúp tránh một lần one hit lên người. Cảm ơn Thạch Lão. Tấm thế này là 5 triệu, Thạch Lão nhất định phải nhận lấy, dùng để dưỡng thương lấy lại khí thế. Đa tạ tạ tranh thiếu gia. Ta nhớ, ta trí nhớ kém đi rồi. Cái này đi nghi khi nguy hiểm, thổi cái này pháp khí kia mới có tác dụng. Ngươi giữ lấy đi. Thạch Lão, đúng là quý nhân mà. Thằng già mặt vô mặt cứt thật vô liêm sỉ. Nếu không bỏ ra 5 triệu, hổ ra ta cũng có cũng như không. Đúng rồi, sư huynh của ta gần đây đến đây. Hắn là cao thủ trong sư môn ta. Tạ thiếu có chuyện gì? Có thể liên hệ số điện thoại này tìm hắn. Thạch Lão đi thông thả. Song Bì. Hả? Thật nhiều vong linh. Xem ra sẽ rất nhanh giúp ta đột phá sơ giai vong linh pháp sư rồi. Miếng đoạn giảng này có thể hút 108 môn khí, không đơn giản. Kiểm tra một chút miếng đoạn giảng sức mạnh. Làm sao có thể? Trong quang cầu có hoa văn. Đây là hoa văn giống như một trọng pháp. Chỉ đáng tiếc nó chỉ là một mảnh không hoàn chỉnh. Nếu như thu thập hoàn chỉnh, thế ngọc này có nó sẽ lợi hại cỡ nào? Lão trâu bò. Mấy ngày trước ta bắt được một con mà hút máu, rất thích hút máu nữ nhân. Bây giờ mọi người chú ý cẩn thận. Đạo trưởng ca ca, hiện chồng ta không có ở nhà, sợ là ma hút máu sẽ đến làm sao đây? Nhờ đạo trưởng đến khai quan. Còn đạo trưởng ca ca này là lão vô sắc mà. Cùng mẹ hắn đi câu gái đi mà. Hạ Diễm, Hạ Diễm, tôi đây, có chuyện gì? Còn khó cửa không phải là làm chuyện gì bậy bạ trong đó chứ? Tuyệt đối không có. Được rồi, ta làm bữa sáng xong rồi ra ăn đi. Hôm nay tốt ngày nhỉ, biết làm cơm cơ. Mời ra ăn phụ cơm, sao nói nhảm nhiều thế? Tối hôm qua hai người đã đi tới nơi nào, làm những gì? Không phải hai người có gian tình? Ta đâu còn phải làm đến mức bị thương tới này, gãy giường luôn sao? Hả? Tuyệt đối không có. Xem các ngươi chồng hát vợ múa dáng vẻ không ngại còn nói mình là thuần khiết.
Ai thích hắn, đừng hiểu nhầm. Hắn không phải là loại ta thích. Rất đúng, tôi chỉ thích con gái ôn nhu hiền lành. Tôi không ôn nhu, hiền lành sao? Ôn nhu hiền lành, cô chính là có chỗ mềm nhất thôi. Được rồi, không phải là đi cứu người à. Tôi đã có thông tin trên mạng rồi, tôi trêu các người đó. Hạ Diễm, tối hôm qua không có chuyện gì chứ? Anh ổn chứ? Thiết Nhi, anh không sao. Không sao là tốt. Hóa thành xương khủng long đã có, anh họ đang mang đến đó. Nhanh như vậy đã có long cốt. Anh cảm ơn em Thiết Nhi. Đúng rồi, tối hôm qua Thành Lão bị anh đánh trọng thương. Thời gian tới hắn sẽ không dám ra tay đâu. Có thật không? Quá tốt rồi. Để em đi báo tin với cha và ông nội biết. Ta dám chắc người gọi đến là cô nương xinh đẹp. Là bạn thôi mà. Thật sao? Các ngươi rủ nhau đi dạo phố, ngươi không phải từ chối rồi chứ? Tôi có chuyện khác, phải xuống dưới tầng đi. Con gái rủ đi chơi là bị ngươi từ chối, độc thân cả đời đi. Văn Thành cỡ hắn, chúng ta đi. Không phải vậy. Hạ đại sư, đồ mang đến rồi. Có chuyện vào trong cho tôi. Cẩn thận đừng đó rơi. Hồn khí chi hỏa. Hỏa thạch bên trong chính là đại hồn viện cổ. Liệu sử dụng cái này có thành công? 2 giờ sau. Thật sự là ta không cố ý. Ta như thất thần, ngươi không việc gì chứ? Tên này có năng lực hiểm thấy. Tôi không sao. Trên đường đi va vào không phải chuyện gì hiếm. Công trình kiến trúc Âu Hào Lơ Cảnh. Lần này ta sẽ dạy cho các ngươi thấy. Ta và ngươi chưa có sự cố nào nghiêm trọng. Vừa hay ta cho các ngươi đại sự cố. Lục mang tinh trọng pháp. Một lần lợi cái thổ tinh chết ra nhiều âm khí đến thế. Tòa nhà này thành nơi ma quỷ bao trùm rồi. Đã xem, tại gia các ngươi còn có thể khai thác bất động sản được nữa không? Ta đang nghĩ là ai không e sợ là dám ra tay. Ngươi làm ra những việc này chứng tỏ không phải kỳ chính đạo. Ngươi là... ngươi ở đây gọi ra quỷ, không sợ gặp báo ứng. Ngươi là người lúc nãy trên súng, hắn có tà khí. Hắn cũng là tay sai đến tìm ta. Tiểu tử bất chơi nhi, còn không mau đưa thứ đó cho ta. Ngon thì tới lấy. Bạch cốt hồn khí. Tiểu tử, bố nói mày không nghe à? Chả một chút thôi, bị bắn nát mặt rồi. Trực diện vừa nãy ăn một viên xác định chẳng đùa. Trong 36 cớ chuồng là thượng sách. Chạy nhanh đó. Cái khô lâu kia sao vẫn còn sống? Dương Đông kích tỷ. Sao tính thật muốn cướp pháp khí ta sao? Đâu dở lấy đến thế? Hẹn ngày tái ngộ. Chỗ chết. Đệt. Đã định vị sao? Cũng may vào lúc then chốt gọi ra lá chắn bạch cốt hồn cũng không mất. Tên này sử dụng phép thuật đồng nhất dạng với Thạch Lão. Chẳng lẽ là cùng sư muốn? Mình đã nghĩ mình đã là cao thủ là bị thảm như vậy. Những ngày sau còn chú ý ẩn thân hơn. Alo sư bá, Hạ Diễm nếu rảnh rỗi đến tiệm đồ cổ tập cổ trai đi. Trước là bán hết mấy cái thứ con điêu khắc. Chia cho ta ít hoa hồng. Nếu còn có hứng thú, khắc vài món bỏ trong cửa hàng của ta đi. Vâng sư bá, ngày mai con đến. Nhạc Lương, tôi rất hân hạnh đến cửa hàng Diêu sư tiên sinh. Tôi hy vọng có thể diện kiến Nhất Đầu Lâu. Vừa hay trưởng môn Nhất Đầu Lâu đang ở đây, xin mời sang bên này. Trưởng môn Nhất Đầu Lâu, hơn nữa trưởng môn là vị thiếu niên, xin mời ra. Phải có điều kiện mua đồ sẽ được gặp. Trưởng môn Nhất Đầu Lâu, hơn nữa trưởng môn là vị thiếu niên, xin mời ra, phải có điều kiện mua đồ sẽ được gặp. Cái gì? Đồ có phải là hàng thật không mà tận 300 vạn? Thật quá mắc đi. Điều kiện rất chi nhẹ nhàng, phải không Nhạc Luân tiên sinh? Không thì ngắm chơi. Hàng Nhất Đao tiên sinh chính là Nhất Đao Lâu trưởng môn nhân.
Đương nhiên, hắn chính là đại sư rồi. Đừng nói là 300 vạn, 500 vạn cũng không đắt. Chỉ cần cho tôi thấy khuôn mặt Nhất Đao Lâu đó cũng là điều mà tôi đến đây. Có thở rồi, trưởng môn đang ở bên trong. Tạm thời không thể quấy rối, mời Nhật Luân tiên sinh chờ chút lát. Không làm phiền, chúng ta chờ được. Trưởng môn vừa xong tác phẩm mới, mời Nhật Luân tiên sinh vào thưởng thức. Hả? Những thứ này trình độ điêu khắc tinh tế, đẹp không biết bán bao nhiêu. Vị thí cốt đầu lâu và quyền trượng, hai thứ đồng giá 300 vạn. Lôi kích thực linh thú 1.000 vạn. Cái gì? Lôi kích thực linh thú còn mắc hơn nhiều thủy tinh đầu lục cốt. Có phải ngươi đã lầm lẫn cơ hội nghi trưởng môn nhân chúng tôi? Không phải, ta muốn nhờ đại sư nhắc giúp ta tàng thư ẩn. Nhìn được hai món đồ này tôi biết tay. Ngờ hả đại sư, xứng đáng với cái tên gọi là tôi mua. Hả? Phiền đại sư khắc giúp ta rồi. Nhạc tổng xin mời trưởng môn nhà ta ra tay. Ngươi không hối hận chứ? Vậy mời nhạc tổng ra đại sảnh chờ đi. Được được. Không biết thứ này khác từ vật liệu gì là đánh giá 1.000 vạn. Đây chẳng phải là lôi kích thực linh thú sao? Cho tôi mượn coi một chút. Lối đao này, lối chạm vào, chạm khắc này, không biết cái này bán bao nhiêu tiền? 1.000 vạn. 1.000 vạn. Tôi nghĩ ai dạy lấy 1.000 vạn để mua cái thứ này chứ? Rễ vậy cơ à? Tôi mua. Cái gì? Hắn muốn mua thiệt sao? Là tôi nghĩ quá rồi. Làm sao ở đây là cả bảo vật đáng giá như thế chứ? Điều đại sư, đồ này đúng là đáng giá. Quá khen rồi. Không biết trong cửa hàng còn tác phẩm đặc sắc như thế này không? Vốn dĩ có hai món đồ được vị Nhật Lô tiên sinh mua rồi. Không biết có thể cho ta xem một chút không? Được, đương nhiên có thể. Ngài xem. Rất cảm kích để cho tôi xem. Này, người anh em, hai món này có thể bán lại cho tôi, giá tăng gấp đôi. Tiên sinh nói thật chứ? Nhìn tôi giống đang giỡn sao? Muốn mua lại hai món của ngươi? Ta ra giá gấp ba thế nào? Tiên sinh thật sự muốn mua, ta đánh lại cũng không sao. Có điều, ngài cho biết có gì hiền diệu bên trong. Cũng được, không biết ngươi có tin vào phong thủy. Tôi chỉ tin vào cái tôi thấy. Vậy ngươi không tin rồi. Kỹ thuật phỉ thí quyền trượng cốt đầu lâu là pháp khí. Chỉ còn vài năm nâng cao thực lực. Hai món đồ này giúp trừ tà, trấn hưng gia đình, xua tan tà khí. Làm sao có thể như thế được? Ai mà ngờ đồ này lại thật sự là pháp khí trừ tà. Mắt tôi thật là kém đi. Ai mà ngờ ngài là cao nhân. Ông chủ có thể tạo ra được pháp khí như thế này mới là cao nhân. Đạt đến trình độ thế này khâm phục. Người có thể nhìn ra vật giá trị mới là cao nhân. Tôi tên Hạ Diễm, bái kiến tiền bối. Đây là, vị này chính là Hạ Đại Sư, đã khắc ra mấy cái món pháp khí. Thật không dám tin. Thật sự anh hùng xuất chúng, lão mổ. Ngày hôm nay, nhờ cố lão tiên sinh mà tôi mở mang thơm mắt nhìn. Tôi đồng ý bán lại giá gốc cho lão tiên sinh. Cảm ơn Nhạc Luân tiên sinh. Ta hôm nay nợ ngươi một ân tình. Đây là danh thiếp của ta với lòng nhận lý. Phong thủy sư Long Hổ sư, tới công bằng giao dịch, ngươi không thích người khác nợ ân tình. Lão tiên sinh là người xem phong thủy sao? Mình từng nghe Trương Phụ Thân nói nhắc đến Long Hổ sư, chẳng lẽ có quen biết nhau? Lần này có một người
gặp chút chuyện nên ta đến xem thế nào tiền thợ ghé vào đây. Hóa ra là vậy. Mấy giờ sau? Thông báo tài khoản ngân hàng đã lên đến 1 tỷ. Rốt cuộc mình cũng có tiền để nâng cao thực lực. Diêu Mẫn, xin lỗi, số quý khách hiện đang bị hấp diêm, không nên làm phiền. What? Sao lại không thể gọi được? Giao điện thoại trên tay cô em cho ta. Không ai có thể cứu cô em đâu. Bọn cỡ lại hãy đến cứu tôi. Hầu Hiểu Thiên, tôi là Hạ Diễm. Tôi nghe nói cậu rất lợi hại và mã hacker. Vậy cậu có thể tra tôi theo số điện thoại không? Được, cậu đọc số điện thoại qua đây. Cho tôi 10 phút. Tìm thấy rồi là Quỳnh Đảo. Tôi lập tức gửi địa chỉ cho cậu ngay. Được, cảm ơn cậu. Vị trí này quá xa, không được. Đại sư, tìm tôi. Đạo quyền, ta muốn đến Quỳnh Đảo. Ngươi có thể chở ta đến đó không? Nếu rảnh, chở giúp ta đoạn đường. Vâng, hạ đại sư, tôi đến ngay. Xuống xe. Xem ra đã có chuyện lớn nên hạ đại sư mới cần đến ta gấp đến thế. Còn không nhanh đến xem thử. Hạ đại sư, chúng đến rồi. Đạo quyền, thật ngại lại làm phiền đến ngươi. Chuyện của hạ đại sư cũng là chuyện của tôi. Nơi đây có hắc khí, bốn má cà rồng. Tôi đến rồi đây. Diêu Mẫn, đừng xảy ra chuyện gì. Hạ đại sư có cần tôi đi theo hỗ trợ? Không cần. Ngươi ở đây chỉ cần nhìn là được. Tiểu đệ, ta cần dùng đến ngươi là đủ. Cái này ta thiết kế ra dùng sức mạnh để đối phó lôi hút máu. Thử ngươi một lần xem sao. Diêu Mẫn tiểu thư, tôi thật vinh hạnh đến đây gặp được em, là diễm phúc của tôi. Ngươi muốn làm gì ta? Muốn em nhìn em đẹp và thuần khiết thế này. Ta đã nhìn thấy rất nhiều cô gái nhưng chỉ riêng em đẹp một cách khác biệt. Giờ tôi chỉ muốn ăn em ngay thôi. Mỹ nhận nói em tình nghiện, ta sẽ ban cho em sự vĩnh cửu của tuổi thanh xuân. Diêu Mẫn tiểu thư, chúng ta sẽ đời đời sống bên nhau mãi mãi không chia lìa. Nếu mình biết đi ra ngồi chơi lại gặp chuyện kinh khủng thế này, thà chết mình cũng không ra khỏi cửa. Là kẻ nào dám đến chỗ ta làm lộn? Đây là quái vật gì? Sống lên ngăn chúng lại. Không, sống lên ngăn chúng lại. Dĩ nhiên dám sống vào lãnh địa của ta chính là muốn chết. Đại nhân cứu tôi. Đây là quái vật gì? Hả? Hạ Diễm? Là tôi đây, Mẫn tỷ. Cô, là cậu, quá tốt. May mà có cậu cứu tôi. Hạ Diễm, cậu đã đến cứu tôi một mạng, tôi muốn. Mẫn tỷ không sao, tốt rồi. Mẫn tỷ, ở tại đây chờ đã, tôi qua kia xử lý bọn này, chờ đã. Có vẻ như ngươi đang hiểu nhầm chúng ta. Chúng ta là một giáo phái, không tranh giành gì với đời. Với lại Diêu Mẫn cũng không có xảy ra việc gì. Xin ngươi hãy bỏ qua cho bọn ta. Đại nhân ICA luôn nhắc nhở chúng ta không giết hại người vô tội. Chúng tôi xin thề, chúng tôi xưa nay không bao giờ chủ động giết hại người vô tội. Hạ Diễm, cậu đừng tin hắn, không giết người nhưng lại bắt cóc. Bắt các cô gái hút máu là thế sao? Chỉ là mấy cô gái kia ngưỡng mộ hí tộc cao quý, tình nguyện chạy đến cửa hận dần hiển. Nếu các ngươi không tin thì bảo các cô gái kia đến đây có thể đổi chốt. Người nói không tranh giành với đời, vậy chuyện gì xảy ra? Sao Diêu Mẫn là bị bắt? Đó là do tôi thích Diêu Mẫn từ cái nhìn đầu tiên. Nàng là đỡ nhất mỹ nhân trong lòng tôi. Tôi nhìn trúng cô ấy muốn nàng là nữ nhân của riêng tôi mà thôi. Chỉ cần có thể đi chung một con đường với nàng, ta bằng lòng trả mọi giá. Vì tình yêu, ta nào có sai chứ? Nói như vậy, ngươi vì tình yêu mà làm như thế. Hạ Diễm đừng có tin lời hắn.
Tuy nói đó là cao cả, thế nhưng ta không cho phép kỹ nào đụng đến thân nhân, bạn hữu của ta. Chính vì thế, đừng trách ta ác độc. Nếu đây, đều là ý của Diêu Mẫn, ta đây không hận. Vậy thì ta chết ở đây cũng tốt, ít ra tôi có thể chết vì tín ngưỡng của mình. Hạ Diễm, với sức mạnh của ma cà rồng, hắn vì sao không chỉ không thốt ra? Tên này không sợ mất mạng sao? Loài ma hút máu này cũng tồn tại cái loại ngay thẳng thế này nữa sao? Mạng tuệ, chúng ta đi thôi. Buông tha cho hắn dễ dàng vậy sao? Không sợ hắn? Tôi chỉ là muốn xem ai lại đi bắt cóc cô. Không phải ALF là gì anh em? Kẻ điên cuồng thích giết chóc. Với lại ta không hứng thú với các ngươi. Hạ Diễm đại nhân, xin chờ đã. Ta muốn dân hiến hiến tinh sinh mệnh, sau này đi nghe theo nghe lời chủ nhân. Ngươi muốn làm đệ tử của ta, tôi nguyện đi theo chủ nhân phục tùng. Vì chủ nhân có chết không từ có là niềm vinh hạnh cho tôi. Có thơm mấy tiểu đệ ma cà rồng cũng tốt. Vậy ngươi lấy gì để chứng minh lời ngươi nói là thật? Loài ma cà rồng chúng tôi có một bí mật, đó là lời thờ hiến tinh. Chỉ cần chủ nhân cầm cái này, tôi sẽ không thể nào phản bội lại. Đây cũng là cội nguồn của sinh mệnh bọn tôi. Chủ nhân, xin nhận lấy huyết tinh của tôi. Chủ nhân tha mạng. Hạ Diễm, cho tôi mượn một chút. Này thì dám bắt cóc ta này. Tên ma cà rồng này có thể giao cho ta không? Tôi muốn có một vợ sĩ như hắn, sau này xem ma dám chọc đến ta. Chờ hắn đi cán kỳ đó. Mạnh tỷ, muốn biến cái tên ma cà rồng này thành chó sao? Quên đi, lỡ có ngày bị cướp đi thì sao? Vẫn là giao cho ngươi giữ lý. Nếu Mạnh tỷ thật muốn giữ tôi có cách. Có thật không? Nhìn đi. Đây là gì? Cảm giác thật thoải mái. Ngay cả sức mạnh của ta đều tăng gấp đôi. Phải nói là ngươi theo ta chính là hời cho ngươi rồi đó. Chủ nhân, xin nhận lấy lòng trung thành của chúng tôi. Sau này ngươi phải thành bảo tiêu cho Mẫn tỷ rồi. Mẫn tỷ, giữ lại đi. Cái này không sợ bị cướp sao? Cái này bên trong là hỏa diễm cách xa tôi, mỗi tháng đều còn phải bổ sung. Nếu không bổ sung hỏa diễm sẽ từ từ tắt và nổ tung. Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ dùng cả tính mạng sẽ báo để bảo vệ Mẫn đại nhân. Chúng tôi nguyện đi theo chủ nhân vĩnh viễn không hai lòng. Rồi tốt, hãy đi theo ta. Còn các ngươi ở lại xử lý mấy cái việc này, xong đến tìm ta. Vâng chủ nhân. Ở xe gần đây có rất nhiều hiết tộc đến Trung Hoa, ngươi có biết chuyện gì không? Chủ nhân, lần này chúng tôi hiết tộc đến vì một cái truyền thừa đồ cổ bị đánh cắp. Mọi thông tin đều chỉ về Trung Hoa, nên mọi gia tộc lớn đều cử người đến đây tìm. Các người hiết tộc thánh địa trong coi kỹ như thế, ai lại có bản lĩnh trộm đi cơ chứ? Trung Hoa được mệnh danh là nơi ngọn hổ tàng long. Hiết tộc tôi lần đầu đến nơi này mới biết, nơi đây thật là rộng lớn, việc tìm kiếm cũng rất khó khăn. Thánh vật kia của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Nghe nói là một cái di cốt đầu lâu. Mặt trên ghi lại rất nhiều bí pháp huyết tộc bị thất truyền, thậm chí là ẩn giấu cả thuật trường sinh bất tử. Hạ Diễm năng lực thật khủng bố, ngay cả ma cà rồng cũng thu phục làm đàn em rồi. Hạ đại sư đến nơi rồi. Hạ đại sư, ở Quỳnh Đảo chính là khách sạn của Liễu Gia, mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đồng quyền cả ngày hôm nay phải cảm ơn ngươi rồi, giúp cho Hạ đại sư là vinh hạnh của tôi. Tôi đã nói với quản lý ở đây rồi, mọi người muốn bao nhiêu ở bao nhiêu ngày cũng được. Phòng 211, Mẫn tỷ đi nghỉ trước đi, mai tôi sẽ đưa cô về nhà. Cậu cũng phải đi nghỉ sớm đi. Mẫn tỷ rảnh rỗi thật, hôm nay phải trở về mà. Ít khi được đi chơi xa, lại có bãi biển đẹp thế này vui chơi chút đã. Ở Tứ Hà chán rồi, cơ hội đến Quỳnh Đảo sao không tận dụng thư giãn. Được rồi, có cậu ở đây tôi rất yên tâm, không sợ những thứ kia.
Chúng ta đi bơi thôi. Được,